điểm này đi bia nâng cầm mở gì thế ở đây đi tầm mở gì thế không ai biết nào quý vị ở đây không được chạy đâu nhé không ai biết đấy có biết loại món này tôi biết món gì đấy đó biết món gì đây mà đây này cà phê nhé cô Vi đang chuẩn bị cho cái này luôn cô Vi. Ngon quá, bà có cái món trà sữa này, ngon quá, ngon quá. Nằm xuống rồi cô Vi. Ngồi xuống rồi bà cho. Không hút nổi hả? À được rồi. Rồi, được rồi đó. Đúng rồi, cô ba đây rồi. Rồi. Cô ba, chị cảm ơn nha, cho chị một ly nữa. Cái này mang về. Vâng. Ba đổi cái này cho mình. Bà đổi cái này. Cái này. Đây. Đó, cái này uống dễ hơn nè. Bà cầm nhé, để bà cầm nhé. Đây, CD cũng có đây. CD cũng có. CD là phần của CD đó. Sữa thần thánh. Để bà cầm cái này cho tôi uống như thế này. Được rồi, okay. Đó, uống lên thôi. Ta xin lỗi uống sữa nhé. Con mà cũng uống sữa. Anh về đúng ăn bếp xây đúng ăn ca đúng không? Bạn con về. Bạn con về rồi á? Con gặp bạn à? Dạ. Con yêu nè. Ngon quá. Lạnh quá hả? Lạnh quá đúng không? Cô Vi uống hay nha, bà cũng thử cái món này coi nè. Bà lấy cái muỗng thôi là được. Bà vô. Ba dành cho Bình với cô Bình với cô Vi ăn nha. Cô Vi ăn ở đây nha. Cảm ơn ba đi. Cô Vi ăn em Bình đi con. Con đưa cho em cô Vi một cái. Con làm cho em cô Vi cái. Khoai tây chiên đi hả? Còn có cá rồi nó tưởng ngạn. Cô Vi ăn nhầm rồi à? Trời ơi, cô Vi ăn gì vậy cô Vi? Cô Vi sắp đẻ công luôn rồi. Cô Vi hài hước đấy. Đây này, cô Vi này, đây nó mới ăn được này. Cô Vi cầm luôn đi. Cái cây nhọn này mày bỏ thôi cho. Rồi, anh mình lấy đưa cho em cô Vi thôi, không cần phải đưa cây đâu con. Đây này, mày thử xem nào. Thôi, cây này không có đặc biệt. Ngon nhờ. Cô Vi ăn chậm nhờ. Bà ăn nhanh hơn cô Vi ạ. Bình ăn ngon không con? Bình có vẻ thích món này nhỉ? Bình thích phong ba lắm. À, Cô Vi ơi, Cô Vi, lấy cho ba cái nào, lấy cho ba miếng. Lấy cho ba miếng, nghe nghe. Anh lấy cho ba miếng này. Không, cái que này không ăn được. Lấy cho ba miếng này. Nào, này, Cô Vi lấy cho ba miếng nè.
cảm ơn nha. Đi ăn không? Bà đúng là cho một Kobi đi. Nhưng mà Kobi không thích ăn cái món này đâu. Tại Kobi không thích phô mai sao ấy. Kobi không thích ăn món này đó. À, đúng không? Rồi bà giấy là bà lau tay nè. Giấy là bà lau tay. Giấy là bà lau tay. Cái này bột bột quá, nhiều tay quá. Kobi đưa đây bà lau miệng cho nào. Kobi, đây. Bà lau miệng. Cái tay, cái tay.